không. Nhân em cứ quên hoài. Và mỗi khi em làm video vlog em hay hello chào quý anh chị cứ quên hoài. Tính nói như vậy rồi. Nhân ạ. Nhân lời đầu tiên em xin trân trọng kính chào thầy Dương Trung Hiếu và chào toàn thể anh chị em. Chào ba mừng 300 chiến binh trong nhóm cùng nhau tác chiến MMO Affiliate. Em xin giới thiệu đôi chút về bản thân em cùng giao lưu với quý anh chị nhé. Mình tên là Nguyễn Bạch Long, quê ở Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì mình chỉ là một nông dân, bình thường thôi quý anh chị và bạn. Hôm nay mình 41 tuổi và mình đến con đường MMO này là một việc tình cờ, cách nay cũng khoảng 2 năm có trên. Thì lúc đó mình xem trên mạng á, và mình gặp được cái video của thầy Dương Trung Hiếu chia sẻ. Thì thầy nói về cái vấn đề là cái video đầu tiên mình coi nha, là cái video thầy chia sẻ là người nước ngoài làm MMO hay làm du gì đó kiếm tiền thật dễ mà sao người Việt Nam mình làm không ra. Mình nghe nói cái vụ gì đó mà làm mà không ra, mình mới nghe hết cái xem hết cái video đó và mình mới biết được là cái con đường làm internet, làm MMO, là làm du như vậy là cũng có tiền, có thể tự do được. Và kể đó, từ đó về sau thì mình bắt đầu xem rồi mình học làm, và thế là mình cũng làm được một cái kênh cũng khá ok ha. Thì kênh đó lúc đó mình làm cái kênh đó là Nguyễn Bạch Long tổng hợp cuộc sống miền Tây, làm lên mạnh lắm, mới 3 tháng mà đạt cũng cao rồi, cũng đang ra tiền, nhưng nó chết ngắt hả. Chết ngắt vui lắm, chết ngắt ngủ đêm sáng vậy chết ngắt rồi thôi chết, làm lại cái mới, tại chắc mình làm lúc đó mình làm chưa có đạt. Rồi sau đó thì mình bắt đầu, tại vì mình là nông dân mà mình không có gành về công nghệ, mình chỉ có cái điện thoại mình quay rồi mình up, quay rồi up, chia sẻ cuộc sống vậy đó. Rồi sau đó thì mình có làm lại thêm một cái kênh vlog nữa, Tiền Giang Ký Sự. Thì cái này hiện tại cũng đang phát triển cũng tương đối ổn, sống dài hơn cái thằng kia hơi khá rồi. Thì nhờ những cái video thầy hướng dẫn, thì lúc đầu mình học ở trong nhóm Tôi Làm Chủ Tương Lai đó quý anh chị các bạn. Thì học trong cái nhóm Tôi Làm Chủ Tương Lai mới có cái áo này nè, cái áo này nè ha, bận đó. Mình mua đăng ký để mua bận. Rồi sau qua nhóm chia sẻ bất chấp, thì thầy là một người, thầy Dương Trung Hiếu là một người rất tận tâm với tất cả các anh chị em trong nhóm, chia sẻ thật lòng. Và hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây trong nhóm này để cùng nhau phát triển và trở thành 300 chiến binh để tác chiến MMO Affiliate. Mình cũng đang trong quá trình học hỏi thôi, mình không có gành lắm về phần mềm cho nên mình chỉ học tập và làm. Nhưng mình có niềm đam mê là làm để tự do tài chính, cho nên mình làm rất là chịu làm và chịu học hỏi. Và cũng rất mong quý anh chị và các bạn chia sẻ để mình cùng học tập ha. Thì đừng chê nông dân miền Tây nha. Nông dân miền Tây thì nghĩ sao nó vậy nha. Thật sự thì kênh Tiền Giang Ký Sự mình thì chưa bật kiếm tiền nha quý anh chị các bạn, nhưng mà đã đạt đầy đủ hết rồi, giờ chỉ còn chờ xét duyệt thôi. Nhưng mà trong cái kênh Tiền Giang Ký Sự mình đó, mình có làm một số video để kinh doanh affiliate như thầy hướng dẫn, thì mình cũng kiếm được một ít tiền từ affiliate, là công việc bán mình làm video chia sẻ về trà giảm cân VNT, và mình cũng bán được một ít
nó không có nhiều, nhưng mà đó là cũng là một cái thu nhập mình cảm thấy rất là ok. Và mình cũng rất cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu và những anh chị em đi trước cũng có chia sẻ cho mình những cái cách làm. Và mình cảm thấy rất là tự tin khi mình làm. Mình không có ngại ngùng gì nữa hết. Làm video nhiều khi vô có nhiều người chửi dữ lắm quý anh chị bạn, nói chửi già dịch già này kia đồ ha, rảnh quá hang đi quay này kia rồi, nhưng mà mình không có ngại đâu. Mình phái là mình làm thôi. Ai nói mặt ai mình cứ phái mình làm, quan trọng là mình tự do tài chính cho bản thân mình được là ok rồi đó. Vâng. Thì có đôi lời chia sẻ như đến quý anh chị và các bạn như vậy. Và một lần nữa em xin cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu, người đưa đò tận tụy. Mặc dù lúc trước hồi mới xem video của thầy thì có những câu nói mình nghe, em nghe rất là cảm thấy là năng nổ luôn á. Năng rất là chắc, có thể là chắc thiệt. Chắc thiệt nha. Tại vì theo như em nghĩ thì chắc thầy là người rất là tận tụy, cho nên nói rất là thẳng, không có ngại ngùng gì cả hết. Ai ghét thì ghét, nhưng mà em không có ghét đâu. Em ghét biết gì không? Phải làm mới được. Ông này ông nói mà mình không làm được là ông chê mình chết. Mình phải làm. Ghét làm cho biết mặt. Và nói chứ cũng nhờ thầy chia sẻ nhiều cái kiến thức cho nên mình em cũng đã làm được tốt rồi đó, ông ổn. Nhưng mà chưa có đầy đủ lắm. Mình sẽ cố gắng học hỏi thêm để làm đạt hơn. Và rất mong quý anh chị và các bạn trong nhóm chúng ta sẽ cùng nhau đồng lòng hợp sức lại để 300 chiến binh chúng ta cùng nhau phát triển mạnh lên và đạt được cái tự do tài chính như mình mong muốn. Và cuối video thì em xin trân trọng kính chào.